Phần 1 lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 phút 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả là nhiệt cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemet.net. Tôi là Đại Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ sáu, ngày 1 tháng 12, giáp ngày 2017, tức ngày 14 tháng Mại âm lịch Đinh Dậu. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần. Đại sứ lên tiếng chung hai tổ chức nhân quyền quốc tế, Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn quốc tế nhân quyền.